Xin chào anh em nhé. Series hôm nay thì không phải gọi là series nhưng là một phần nhỏ thì mình sẽ xin giới thiệu và giải thích một số cái bảng mạch và tự động hóa để cho mấy bạn là dễ hiểu. Thì đầu tiên ở cái mạch tự động hóa thì mấy cái cảm biến chất lỏng, chất khí, hẹn giờ này thì mình không có nói rồi. Thì mình sẽ chủ yếu là giải thích về cái mấy cái cổng NOT, AND gate, OR, buffer, filter và bộ nhớ tự động cổng XOR này nữa. Hai cái này thì mình không có đủ trình để mà giới thiệu cho mấy bác tại vì mình cũng hiểu nó hoạt động như thế nào luôn. Thì trước tiên thì em xin giới thiệu là cái bảng mạch đầu tiên là cổng OR. Cái bảng mạch này khi mà bấm vào thì nó sẽ giải thích là đầu ra là tín hiệu xanh nếu ít nhất một trong các đầu A hoặc đầu B đang nhận tín hiệu xanh. Thì có nghĩa là và đầu ra là tín hiệu đỏ khi đầu A hoặc đầu B không nhận được tín hiệu xanh. Có nghĩa là khi một trong hai cái đầu vào đây, ở đây mình sẽ thấy có hai cái đầu vào, đây là hai cổng để nhận tín hiệu và cái cổng này là cổng đầu ra để là nó phát đi tín hiệu. Thì ở đây nó sẽ nhận phát tín hiệu xanh khi là nhận một trong hai cái đầu này nó phát hiện tín hiệu xanh. Cái này tín hiệu xanh nó vẫn đỏ, mà hai cái này xanh nó vẫn đỏ luôn, chỉ có là tín hiệu đỏ nó mới tắt thôi. Đó là cổng O này. Thì cổng O này đơn giản lắm, thì tức là có tín hiệu xanh vào thì nó sẽ sáng đèn, còn quan trọng là một cổng hay hai cổng. Tiếp theo ở đây là cổng XOR. Thì cổng này á là đầu ra là tín hiệu xanh nếu chỉ một trong những đầu vào của nó đang nhận tín hiệu xanh. Có nghĩa là giải thích đơn giản thì cổng này nó sẽ chấp nhận một trong hai tín hiệu xanh thôi. Một cái này xanh thì nó sẽ sáng, cái này xanh nó cũng sáng, nhưng mà nếu hai cái này đều xanh thì nó sẽ tắt. Thì cổng này á thì nó sẽ đáp ứng một trong chỉ một điều kiện thôi. Cái cổng này mình sẽ xây lúc mà mình muốn là chỉ có một tín hiệu xanh của một cái điều kiện nào đó thôi. Hiện tại thì mình cũng chưa nghĩ tới cái ứng dụng cho cái cổng này. Cũng hiểu là nó ứng dụng cái gì tại vì mình ít xây cái cổng này lắm. Thì mấy bạn cứ hiểu là cái cổng O này là cái cổng mà sẽ đáp ứng bất kỳ điều kiện nào là nó sẽ gửi tín hiệu xanh. Còn cái cổng này á, là nó sẽ đáp ứng một trong hai điều kiện cái đầu vào của nó thôi, là nó sẽ gửi tín hiệu xanh. Đó, như vậy. Tiếp theo mình xin giới thiệu là cái bảng bộ nhớ tự động. Bộ nhớ tự động của nó là cái cổng này này. Đây là bộ nhớ tự động. Thì bộ nhớ tự động này á là nó sẽ gửi mình giải thích đơn giản cho mấy bạn hiểu này. Ở đây là có cái đầu vào này, hai cái đầu vào và một cái đầu ra. Đầu này là đầu gửi tín hiệu đi này. Thì đây là cái lúc mình vừa mới bấm trong cái bảng mạch ra là nó sẽ nằm ở cái kiểu đúng cái vị trí như vậy. Thì mình giải thích luôn cho mấy bạn mà hơi khó hiểu tại vì cái mạch này cũng ít ai dùng lắm. Mạch này rất là hay nhưng mà cũng ít người ta xây. Lúc đầu em chơi game thì em cũng hiểu mạch này nó tác dụng như thế nào, nhưng mà sau khi tìm hiểu á thì mặt này lại vô cùng đơn giản và rất là hay. Cái mặt này nó sẽ hoạt động như thế nào, đừng có để thông tin bên này, nó ghi khó hiểu đau đầu lắm. Để em giải thích cho mấy bạn nghe luôn này. Cái đầu cổng trên này là lúc nào cổng trên này là cái cổng mà sẽ là bật máy, bất kỳ máy hoặc thiết bị nào đó. Cổng này dưới này là cái cổng sẽ tắt máy. Ví dụ mình giả sử ở đây là một cái máy bơm này. Đây là một cái máy bơm. Thì lúc nào mình muốn bật máy. Mình đừng bấm cái này là mấy bạn sẽ rất là khó hiểu. Tốt nhất là đừng ghi tín hiệu gì vào hết á. Để mình giải thích cho nhanh. Thì
Muốn lúc nào bật máy thì mình sẽ cho tín hiệu xanh vào cái cổng này. Và muốn tắt máy thì nó sẽ cái tín hiệu này, tín hiệu sẽ tắt cái máy này. Đó, như vậy, đơn giản, rất là đơn giản. Đây, bên này là mình sẽ có một cái ứng dụng. Ở đây em đặt hai cái cảm biến áp suất là ra hai cổng vào này. Cái cổng này á là cổng tắt máy này, thì em lúc nào ở trong này chất lỏng ở đây là ví dụ là em đang bơm ethanol này. Cái cổng này đầu vào là cổng tắt máy này, đây, à bật máy. Lúc nào trên 600 kg thì cái máy sẽ bật. Đây, cái tín hiệu ra là sẽ được nối vào hai cái máy bơm. Còn lúc nào em muốn, đây là cổng bật máy này, đây là cổng tắt máy nối vào cổng reset này này. Là lúc nào dưới máy bơm sẽ hoạt động và lúc nào dưới 500 kg thì nó sẽ bắt đầu là tắt máy. Và sau khi tắt máy là cái mặt của nó là sẽ gọi gọn ngang đó thôi. Đây. Nhưng mà em đang làm cái mặt tự động á thì em nối dây dây đây vào. Cái dây này vào nó tắt máy. Đây, cái em sẽ khoan tới cái phần tự động hóa khác đã để cho mấy bác hiểu. Đây. Cái tín hiệu đó, cái này nó xanh lên tức là máy này sẽ tắt này, đó, được tắt này. Rồi. Đó, như vậy. Đây là tín hiệu xanh và đây là tín hiệu đỏ. Lúc nào cộng cái tín hiệu đầu tiên mà nó xanh đầu xanh vào đây tức là bật máy. Đầu xanh kia vào cái cổng này nó sẽ tắt máy. Đây là tín hiệu ra. À. Để bác xem này. Đây là đang điều kiện tức là cái mặt này sẽ hoạt động á dựa trên hai điều kiện mình đặt ra. Trên cái gì đó và dưới cái gì đó. Trên một cái điều kiện nào đó và dưới một cái điều kiện nào đó. Đó. Ở đây em sẽ đặt là trên 600 kg là bắt đầu máy này sẽ bơm. Hiện tại 500 mấy. Đó, trên 6. Thấy chưa? Trên cái cảm biến này nó báo ở trong này là trên 600 kg rồi thì nó sẽ đặt máy bơm bơm ra. Và cái điều kiện này là lúc nào dưới dưới 500 kg thì máy này sẽ dừng. Sắp dưới 500 kg rồi. Đó, như vậy. Cộng này cộng đơn giản như vậy thôi. Và tại sao em đặt cái cộng này? Thì tức là cái cổng này nó đã bảo xanh thì rồi giờ em xin giới thiệu luôn về cái mặt filter này. Cái cổng filter là cổng là lúc nào cái tín hiệu xanh vào cái cổng này trong cái thời gian mà mình cài đặt thì tín hiệu xanh mà vào trong cái cổng này phải ở đây là em đặt 5 giây thì phải tín hiệu xanh là giữ đúng dài dài 5 giây trở lên. Đang làm video thì con vợ nó gọi. À giờ em xin giải thích lại này. Thì tín hiệu xanh. Tại vì sao em xây cái này? Thì em muốn á lúc nào là cái tín hiệu áp suất dưới này nó bảo thiếu chất lỏng rồi thì nó sẽ gửi tín hiệu xanh. Và tín hiệu xanh trong vòng 5 giây. Đây là cổng filter. Đó, thì nó sẽ gửi một tín hiệu đủ 5 giây thì nó sẽ gửi một tín hiệu xanh khác. Cổng buffer này là cổng kéo dài tín hiệu xanh. Thì ở đây là em kéo dài trong vòng 20 giây. Thì tức là nó sẽ bơm cho mấy cái máy này sẽ bơm trong vòng 20 giây. Và trong 20 giây đó thì nó sẽ làm kia chất lỏng của em là lại trên 600 kg và tiếp tục là nó sẽ bật cái máy này lại, bật cái máy này bơm ra ngoài. Đó, đó là cái cổng filter và cổng buffer. Cổng filter là cổng cổng buffer là cổng giữ tín hiệu xanh trong vòng bao nhiêu thời gian đó, và cổng filter này là cổng lọc lọc thời gian tức là tín hiệu xanh trong vòng bao nhiêu giây đó nó mới gửi được một tín hiệu xanh. Đó là cái cổng đầu của em. Rồi tiếp theo còn một cổng khác là cái cổng end gate. Đây. Cổng end gate này là đổi nó sẽ là ngược lại với cái cổng cổng SO này. Cổng SO này là chỉ một tín hiệu đầu vào thôi. Còn cổng end gate này. Cổng end gate này là cái cổng mà bắt buộc phải hai giá trị của nó là phải hai giá trị nó phải yêu cầu bắt buộc phải hai cổng đầu vào này
là phải hai tín hiệu xanh và nó sẽ ra cho ra một tín hiệu xanh, tức là mình phải có hai cái điều kiện mình muốn. Giống như trong trong mô hình này thì em đang đọc áp suất trong cái khí hydro này là phải trên 4,6 thì là điều kiện đầu tiên, và ở đây là phải khí hydro lúc đó mà nó mới bơm. Thì đó, rồi nó bơm ra rồi thì áp suất ở dưới này là dưới 4,6, hiện tại ở đây là 4,2 thôi, thì nó sẽ tắt liền tại vì phải đủ hai điều kiện của nó mới bật một cái máy đó. Và cái ở đây thì em đang xây nữa là nó sẽ qua một cái, sau khi nó tắt tín hiệu rồi thì nó sẽ qua một cái cổng NOT, cổng này là cổng để đổi tín hiệu từ xanh sang đỏ, mà đầu vào mà tín hiệu đỏ thì nó sẽ chuyển sang xanh đó. Và sau khi mà nó chuyển qua tín hiệu xanh thì máy bơm này sẽ bơm và khí hydro nó sẽ vào đây, và lúc nào ở trên này là đúng 4,6 thì mấy cái máy này sẽ bật và nó sẽ gửi một tín hiệu xanh cho mấy cái máy bơm này, bơm sẽ bơm khí hydro ra ngoài, và tín hiệu xanh vào cổng nắp gate thì lại qua cái tín hiệu đỏ và sẽ tắt mấy cái máy này. Rồi ở đây em xin giới thiệu luôn cho mấy bác một cái cửa để mà giống như mình muốn dự trữ đồ ăn vào trong cái chỗ mưa lạnh á, thường thường mình chơi ấy, thì mình sẽ kiếm được một cái khu băng như vậy. Và mấy bác sẽ đôi lúc mấy bác sẽ muốn giữ đồ ăn trong này tại vì nhiệt độ trong này cũng khá lạnh á. À, ở trong này là tới âm 20 mấy độ này, mình vào đây mình phá đây đó, như vậy mình phá chỗ này luôn thì mấy bác xây một cái tủ lạnh trong này, mình giữ đồ ăn ở trong này là ở tới âm 20 mấy độ thì nó sẽ rất là lâu hư, và đặc biệt là trong này có khí CO2 nữa thì càng tốt. Giống như mình vào đây mình xây một cái đó, mình xây hai cục gạch như vậy đó, là khí CO2 nó sẽ đọng mãi trong này và nó sẽ để làm lạnh xấu á, thì phải âm trên 18 độ, là lạnh hơn âm 18 độ thì nó sẽ giữ thức ăn và nó sẽ không bị hư. Và điều kiện thứ hai là phải trong môi trường là không không có vi khuẩn, là chân không, CO2 hoặc là khí clo đó, đó là ba điều kiện để mà giữ thức ăn làm lạnh lâu được. Và ở đây em xây một cái bảng mặt để mà cửa lúc nào cái cửa thằng đề nó chạy vào lấy thức ăn thì sau khi lấy thức ăn thì cái cửa này sẽ mở ra. Cửa mở ra thì trong này sẽ là chân không, và chân không thì nó sẽ không nhận nhiệt và nó sẽ không mất nhiệt hoặc là trao đổi nhiệt với phía bên ngoài. Đây em đang ví dụ ở đây, đây thường thường mình sẽ cái gạt này là nó sẽ không có nhận nhiệt này, đổi nhận nhiệt của nó là không, và cái cửa này ở đây cũng là chân không thì nó sẽ cũng không nhận nhiệt luôn. Và đây là cái căn mặt mặt hoạt động, thằng đề ví dụ nó chạy vào đây nó lấy thức ăn, rồi nó lấy thức ăn xong nó chạy ra, chạy thức ăn xong nó chạy ra ngoài thì nó chạy ra đi chỗ khác cho nó cũng đứng đấy đâu. Đó như vậy thì đó, cái bảng mặt nó như sẽ là như vậy. Thì trong vòng khoảng em đặt ở đây là 20 giây cộng buffer, thì sau cộng nó chạy tới đây làm gì, rồi sau khi thằng đề nó chạy ra thì ở trong này sẽ có khí oxy này, bất kỳ chất khí nào trong nào trong này cũng sẽ dẫn nhiệt hết đó. À đúng rồi, thì đây là cái mặt tự động này ra đời. Sao mình bị à mình cắt dây từ đâu à, rồi lại này, hồi nãy cắt dây tự động. Rồi thằng đề nào để lấy thức ăn xong, ví dụ nó chạy ra ngoài. Rồi đó, sau khi 20 giây thì cái cửa này hiện tại đang đóng rồi này đó, thì nó sẽ qua cái cổng này và ở đây trong này sẽ là chân không, cửa này sẽ mở ra và tạo chân không. Đây qua cái cảm biến đầu ra này 10 kg, thằng đề thì nó chắc chắn nặng hơn 10 kg rồi. Đây cổng thời gian buffer, cái này là mình chỉnh được thoải mái
Ở đây cổng filter là nó dài hơn cổng buffer 1 giây thôi là được rồi. Ví dụ ở đây mình đặt 5 giây thì bên này mình phải đặt là 5 5,1 giây hoặc là 6 giây đi cho nó khỏe. Đó, và qua một cổng NAT và nối vào cái cổng cửa đầu tiên. Đó là toàn bộ mấy cái cổng tự động hóa và mấy 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 cái cổng mà em thường thường xây. À rồi, để tới đây mình nói về cái băng tải đường truyền và cái đường ưu tiên. Thì đường ống á, ưu tiên của nó thì nó sẽ là ưu tiên là đi qua bắc cầu trước. Đây, máy bơm bắc cầu này nó sẽ ưu tiên qua bắc cầu. Nó sẽ ưu tiên qua bắc cầu. Thì em xây thêm một cái máy này cho bơm cho nhanh. Thì bắc cầu này thì đường chất lỏng hay chất khí gì nó cũng sẽ ưu tiên đi qua cái ống này. Và lúc nào cái này mà nó bị quá áp suất, tức là nó đầy hoặc là nó đầy, đó thì nó sẽ đi qua cái hướng thứ hai. Đó là cái cổng bắc cầu. Còn cái vòng lập ở đây mình sẽ có một cái vòng lập. Mình nói về băng tải đi, băng tải tại vì cái vòng lập này mình xây hay xây ở băng tải lắm. Thì trước tiên là một cái đầu ra. Và mình xây một cái vòng lập. Ở đây mình sẽ phá hủy hai cái đầu này. Vào cái đầu đầu này sẽ ra một cái cảm biến khác. Đây là cái cổng tăng băng tải tự động. Thì mình sẽ qua một cái cảm biến. Cái này chắc chắn là phải nối dây điện vào rồi và dây tự động vào. Ví dụ như mình ở đây mình xây cái mặt mặt khai thác mặt kim loại là vàng đồng sắt gì đó thì mình phải đi qua cái này. Mình sẽ phải nối dây tự động vào đó, và cái đồng đầu này là đầu ra của nó. Thì mình sẽ cho một cái mạng rơi ở đây như vậy. Toàn bộ hai cái này là mình đều phải xây dây điện này, tại vì nó có dây điện mà nó mới hoạt động được. Rồi, thì cái này nó sẽ hoạt động như thế nào? Thì sau khi cái máy gấp vật liệu, cái máy này nó gấp vật liệu nó bỏ vào đây thì nó sẽ xác định hướng mình xây muốn đâu đâu ra. Thì ở đây là một cái đầu ra rồi. Ở đây là cái đầu ra. Thì mình phải xây sao? Một cái bắc cầu để xác định cái hướng đi của nó. Thì mình phải xây như vậy. Ở đây mới dây điện này, băng tải này. Thực ra ở cái đoạn sau này là cũng không cần phải xây bắc cầu, mình cần phải xây bắc cầu ở cái đoạn trước này này. Đây. Tại vì sao? Đâu đó. Cái đường ray. Đây. Đây là cái đường ray, sau khi máy gấp vật liệu nó gấp vào đây. Thì chắc chắn nó cái đầu này đầu ra, ở đây cũng đầu ra, nó sẽ không đi ngược lại đây được rồi. Thì phải nó phải đi duy nhất cái hướng này. Và cái cảm biến này nó báo lúc nào đủ điều kiện của mình. Ở đây là cái cảm biến là nhiệt. Giống như trong này nó gấp cục vàng nó đi ngang qua đây mà nó trên đến 6,9 độ thì nó sẽ gửi tín hiệu xanh và làm cho cái máy này sẽ hoạt động và nó đưa cái băng tải ra ngoài này. Còn nếu mà không đủ điều kiện thì nó sẽ phải chạy vòng này xuống đây và đi qua đây lại. Và cái đúng của cái này á là cái điều kiện nó sẽ là như vậy này. Đây, làm cho mấy bạn dễ hiểu là băng tải này nó sẽ đi như vậy. Máy gấp vật liệu này được gấp bỏ vào đây. Thì sau khi và mấy bác nói sẽ nói là cái cầu này sẽ được ưu tiên không.
Nó chỉ được ưu tiên khi nó đi qua cái cổng bên này thôi. Nó sẽ cái vòng lặp này nó sẽ chạy như vậy. Cái đầu ra mà ở cái tín hiệu được nối vào cái cổng xanh này á, thì nó sẽ được ưu tiên. Lúc nào trong này không có gì, lúc đó mới vật liệu từ bên này nó mới được chuyển vào cái ô này. Còn ở đây mà đầy vật liệu rồi thì nó sẽ chạy hoài vậy. Và trong lúc đầy nó thì nó sẽ ra hướng này. Nếu mình xây như vậy. Còn không thì nó sẽ phải chờ. Nếu mình không xây cái này thì nó sẽ phải chờ, chờ lúc nào vật liệu nó được chuyển ra bên này thì bắt đầu phía trong này nó mới chuyển qua bên này. Là cái này cũng cũng xây tương tự với đường ống này. Thì tức là cái đường ống này nó sẽ ví dụ có một cái lớp vòng lặp như vậy thì nó sẽ ưu tiên qua cái ống cái đường này trước. Cái đường ống, bất kỳ đường ống nào mà ra ở cái đường đầu xanh này thì nó sẽ được ưu tiên. Còn bất kỳ chất lỏng nào mà ra từ hướng bên này á thì cũng phải chờ hết đó. Bên này chạy xong, trong này lúc nào cũng có chất lỏng nha. Chất lỏng trong này mới được chạy vào. Đó, nó sẽ chạy vào. Đó. Giờ ở trong này đầy rồi thì cũng có cách nào để chất lỏng này vào đây hết á. Nếu đó là tương tự như 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 vậy cái cổng đầu này. Đó, như vậy là toàn bộ hết mấy cái từ mặt tự động và mà em đã làm. Mà mấy bạn thấy hay thì nhớ là like và ủng hộ em nhé.